Lặng người cảnh chó mẹ đau đớn chôn cất chó con vừa sinh ra đã chết. Đôi khi vô tình chứng kiến cách ứng xử của các loài động vật, chúng ta phải giật mình tự hỏi rằng liệu trong hoàn cảnh tương tự, con người có đủ bản lĩnh và can đảm được như chúng hay không? Câu chuyện trong bài viết dưới đây là một ví dụ. Một người chủ đã ghi lại được khoảnh khắc đau buồn và cảm động của một chú chó mẹ, và sau đó khi video được chia sẻ trên mạng đã khiến không ít người rơi nước mắt. Chú chó Chihuahua Lai này gần đây vừa cho ra đời một đàn chó con, nhưng những chú chó con mới sinh không có cơ hội được tiếp tục sống và bi kịch đã xảy ra với chú chó mẹ tội nghiệp. Đoạn phim dưới đây ghi lại cảnh chó mẹ đang ngậm lấy cơ thể bé nhỏ của chú chó con đã chết. Sau đó, chó mẹ đi đến một khu vực an toàn có rào chắn, đầy đất và lá rụng. Địa điểm này là ở sân sau nhà của người chủ. Chó mẹ vừa cắp đứa con, vừa bắt đầu đào một cái hố nhỏ bằng hai chân trước của mình. Những hành động của chó mẹ trông có vẻ rất cứng rắn, mạnh mẽ và dứt khoát. Bạn có thể nghĩ rằng chó mẹ hẳn phải rất suy sụp và đau khổ, nhưng thật ra nó đã vô cùng dũng cảm. Sự dũng cảm và lòng quyết tâm của chó mẹ đã cho chúng ta thấy ý nghĩa đích thực của bản năng tự nhiên. Chó mẹ đào xong phần mộ, rồi nó đặt chú chó con đã chết vào trong chiếc hố, dùng mõm để phủ đất lên cơ thể của đứa con và san lấp cái hố lại. Chú chó này rất mạnh mẽ và quyết tâm che lấp đi đứa con đúng cách, nên nó chỉ cần một chút thời gian để chôn cất con mình. Xong việc, nó buồn bã đi vòng quanh ngôi mộ, nhớ đến những đứa con xấu số của mình lặng thinh. Người chủ chứng kiến đã ghi lại toàn bộ biểu hiện cảm xúc của nó. Nhưng dù thế nào, chó mẹ vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ và nhận thức được những gì mình cần phải làm. Điều này thật sự rất ấn tượng và cảm động. Đoạn phim ngắn chỉ hơn 1 phút nhưng lột tả được cả quá trình chú chó Chihuahua tràn ngập tình mẫu tử, đào xong một ngôi mộ cho đứa con bất hạnh. Ai chứng kiến cũng không khỏi bùi ngùi và cảm thương. Chúng ta vẫn thường xúc động khi chứng kiến các loài động vật chăm sóc và bảo vệ con cái của mình, cách mà chúng đối diện với sự ra đi vĩnh viễn của đồng loài. Thêm một lần nữa làm chúng ta phải khâm phục. Muôn loài trên thế giới này đều mang trong mình bản năng sinh tồn và sự gắn kết. Con người là anh linh của vạn vật, nên bản tính này càng phải mạnh mẽ hơn. Yêu thương con bằng cả tấm lòng, không bao giờ bỏ rơi con, có lẽ là một bài học không bao giờ cũ. Chó mẹ gãy chân lặn lội 3 km tìm người cứu đàn con nhỏ. Một con chó săn gầy guộc với chiếc chân gần như gãy lìa đã dẫn bác sĩ đi quãng đường 3,2 km đến một chiếc xe bỏ hoang để nhờ người chăm sóc cho 10 chú chó con mới sinh. Con chó trông thảm thương được cho là bị những người thợ săn bỏ rơi. Nó lang thang tại một khu chợ ở Vera với cái chân trước bị gãy. Một nhà tâm lý học 49 tuổi tình cờ bắt gặp con chó và đưa nó đến phòng khám của các bác sĩ thú y địa phương Ellen Shorey để chăm sóc. Nhưng sau khi nhận thấy con chó cái khoảng 2-3 tuổi tiết sữa và dường như vừa sinh con vài ngày trước, Shorey và Powell bắt đầu tìm kiếm đàn chó con. Họ rất bất ngờ khi con chó tên Vera đặt theo thị trấn nơi Powell tìm thấy nó, dẫn cả hai vượt qua quãng đường 3,2 km đến chỗ đàn con nhỏ. Con chó bị gãy chân chảy máu ở phía sau. Chúng tôi đeo xích rọ mõm cho nó và đưa nó trở lại khu chợ, Shorey 39 tuổi chia sẻ. Con chó dẫn chúng tôi đi 3,2 km, dường như nó biết mình đang đi đâu. Tôi không tin vào mắt mình khi nó quyết định tin tưởng và dẫn chúng tôi đến chỗ đàn con. Trong video, con chó dẫn Shorey và Powell đến một chiếc xe bỏ hoang với giấy bìa cắt tông che kín cửa sổ. Con chó cái nhảy lên ghế hành khách qua cánh cửa. Cặp đôi phát hiện 10 chú cún con đang nằm cuộn tròn cạnh nhau ở hàng ghế sau rách nát. Rõ ràng là con chó cái đã có một quyết định khôn ngoan. Những chú chó con sẽ dần chết đói trừ khi chúng tôi tìm thấy chúng. Vera đang trong quá trình hồi phục ở phòng khám Clavestory của Shorey. Hai người đang liên hệ với tổ chức phía Nam Tây Ban Nha để tìm nhà cho những con chó khi chúng bình phục. Vera và đàn con của nó đều khỏe mạnh, Shorey nói. Chiếc chân gãy của nó đã lành, nhưng chúng tôi thực sự không rõ điều gì đã xảy ra. Nó có thể bị xe đâm nhưng không có vết thương nào khác hoặc bị ai đó đá. Nó đang hồi phục rất tốt và chỉ cần ăn ngủ và cho con bú. Shorey nói rằng cô càng ngày càng thấy nhiều chó săn đi lạc trong những ngày qua, bởi đây là thời điểm cuối của mùa săn bắn. Chúng là những con chó săn, khi không còn nhanh nhạy như trước, họ đơn giản là ném chúng ra ngoài đường. Xúc động cảnh mèo mẹ mất con lén vào cho bầy chó con bú khi chó mẹ đi chơi.
Sau khi mất 5 đứa con, mèo mẹ lang thang khắp nơi để đi tìm không thấy. Cô mèo mẹ tội nghiệp bèn lén vào liếm láp cho đàn chó con cùng nhà mới sinh bú sữa. Câu chuyện được chính chủ nhân của cô mèo kể lại khiến dân mạng vô cùng cảm động. Bé mèo nhà mình đẻ 5 con bị chết cả, bố mình đã đem chôn. Bé không thấy con đâu nên hàng ngày cứ đi lang thang ngó nghiêng khắp nhà tìm con. Đúng đợt này, nhà mình cũng có đàn bút mới đẻ, nên bé mèo cứ tranh thủ lúc chó mẹ chạy lên sân thượng phơi nắng thì nhảy vào chuồng ôm ấp liếm láp và cho mấy con chó con bú. Nhìn vừa lạ vừa thương. Câu chuyện cảm động này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Bên cạnh sự đồng cảm với mất mát của mèo mẹ, mọi người còn tỏ ra thích thú trước cảnh tượng này, vì từ xưa đến nay, mèo với chó luôn là kẻ thù không đội trời chung. Lúc trước nhà mình cũng vậy, chó mẹ đẻ xong con chết, đúng lúc thì mèo mẹ cũng đẻ được 5 bé. Bà nội nhìn thấy vậy chia 3-2, mèo mẹ 3 đứa, chó mẹ 2 đứa và cả hai cũng không đánh lộn giành nhau gì. Tình mẫu tử thiêng liêng vậy đó. Mấy bạn bút sướng quá, vừa có mẹ đẻ vừa có mẹ nuôi chăm. Trời ơi, các bạn dễ thương quá đi, bạn AA bình luận. Làm mình nhớ em đen của mình đang chuẩn bị ổ cho em sinh lứa thứ 3, vậy mà. DD nhớ lại câu chuyện buồn của gia đình mình. Từ hàng ngàn năm trước, người La Mã cổ đại làm mắm bằng ruột cá và sự thật bất ngờ về nguồn gốc của những giọt nước mắm mà bạn vẫn ăn. Garum giống như nước mắm hiện đại là một hỗn hợp lỏng được tạo thành từ quá trình lên men của hai thành phần chính, đó là cá và muối. Chỉ khác, thay vì dùng thịt cá như ngày nay, người La Mã đã sử dụng phần ruột để tạo nên thứ nước sốt của riêng mình. Nước mắm là một gia vị phổ biến, thậm chí là không thể thiếu trong ẩm thực phương Đông. Ngược lại, loại nước sốt dậy mùi này lại hiếm khi được sử dụng để chế biến món ăn trong văn hóa ẩm thực phương Tây. Nhìn vào sự đối lập về thói quen ăn uống này, nhiều người sẽ lầm tưởng xuất xứ của nước mắm chính là các quốc gia châu Á. Do đó, sự thật về nguồn gốc tổ tiên của loại gia vị này sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Nước mắm là một gia vị phổ biến, thậm chí là không thể thiếu trong ẩm thực của nhiều quốc gia phương Đông ngày nay. Vào cuối thế kỷ đầu tiên sau công nguyên, hầu hết những món ăn trong bữa tiệc sang trọng của lớp gia đình giàu có sống dưới thời kỳ La Mã cổ đại đều được chế biến với một loại gia vị có hương vị hết sức đặc biệt, được gọi là garum. Từ thịt lợn đến cá, rồi đến cả rượu, người ta cũng dùng chung với thứ nước sốt này. Garum giống như nước mắm hiện đại là một hỗn hợp lỏng được tạo thành từ quá trình lên men của hai thành phần chính, đó là cá và muối. Chỉ khác một điều, thay vì dùng thịt cá như ngày nay, người La Mã đã sử dụng phần ruột để tạo nên thứ nước sốt của riêng mình. Tàn tích của những nhà máy sản xuất garum ở dọc theo bờ biển Bắc Phi và Tây Ban Nha. Ban đầu, những dấu tích của garum còn được tìm thấy trong ẩm thực Hy Lạp và Phoenicia, một nền văn minh cổ đại nằm ở miền bắc khu vực Canaan cổ đại với trung tâm nằm dọc theo eo biển Liban, Syria và Bắc Iraq ngày nay. Khi đó, trong những chiếc vò cổ hay quay trên một số tàu bị đắm từ khoảng thời gian của thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, người ta đã tìm thấy một loại nước sốt giống như garum. Trên những chiếc vò này có ghi một số chữ bằng tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên, để tạo nên garum đúng vị, chỉ có người La Mã cổ đại. Garum thời đó đối với người La Mã cổ đại mà nói là một loại gia vị tuy đắt đỏ nhưng vô cùng cần thiết trong những bữa cơm hàng ngày. Nhu cầu cao về loại gia vị dậy mùi này đã tạo điều kiện cho việc phát triển một ngành công nghiệp với giá trị kinh tế cao. Hàng loạt các nhà máy được xây dựng lên nhằm đáp ứng kịp thời cho thị trường. Các nhà máy này được gọi là các cafeteria. Hầu hết các nhà máy được đặt ở những khu vực gần bờ biển và xa trung tâm thành phố, bởi thứ nhất là để tiện cho việc cung ứng nguyên liệu đầu vào, thứ hai là để tránh mùi hôi thối từ sản xuất ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Những chiếc vò như thế này thường được làm từ xi măng hoặc đá. Phía bên trong vò, nơi tiếp xúc với thành phẩm được phủ một lớp Arbus Sheninum, một chất có khả năng chống mài mòn cao để đảm bảo garum không bị thấm ra ngoài trong quá trình ngâm ủ. Mỗi nhà máy đều có một khu vực sân trống ở trung tâm, một phòng làm sạch cá và các kho để lưu trữ thành phẩm. Điểm đặc trưng nhất của các nhà máy này đó là các vò chứa được ví như các cỗ máy sản xuất ra nước mắm. Tại đây, những nội tạng của các loại cá như cá cơm, cá thu, cá ngừ được ướp với muối trắng và thảo dược thơm lừng và trải qua quá trình lên men dưới ánh nắng mặt trời cho đến khi trở thành thứ nước garum sánh mịn. Những chiếc vò như thế này thường được làm từ xi măng hoặc đá. Phía bên trong vò, nơi tiếp xúc với thành phẩm được phủ một lớp Arbus Sheninum, một chất có khả năng chống mài mòn cao để đảm bảo garum không bị thấm ra ngoài trong quá trình ngâm ủ. Người La Mã cổ đại dùng garum theo nhiều cách.
hoặc là dùng trực tiếp, hoặc là kết hợp với các loại gia vị khác như tiêu, giấm, rượu vang hoặc nước uống hàng ngày. Không chỉ là một loại sốt dùng trong ẩm thực, garum còn được sử dụng như một vị thuốc trong y học, bởi bản thân garum chứa một hàm lượng lớn protein giúp kích thích sự thèm ăn, do đó hỗ trợ hiệu quả cho các bệnh nhân trong quá trình hồi phục. Ngoài ra, các chất có trong garum có thể chữa khỏi một số bệnh như kiết lỵ, vết thương do chó cắn, đau tai hay dạ dày. Vậy suy cho cùng, tiền thân của nước mắm hiện đại chính là garum. Do đó có thể coi cha đẻ của nước mắm ngày nay chính là người La Mã cổ đại, chứ không phải là Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia hay bất cứ quốc gia phương Đông đang sử dụng nước mắm như một loại gia vị không thể thiếu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!